kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin so găng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Ông Trần Quốc Tỏ là người Ninh Bình, là em trai của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước. Ông Lương Tam Quang quê ở Hưng Yên, cùng quê với ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Cả hai ông Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang đều là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an. Điều đáng nói là hai ông này đều lên Thượng tướng cùng một ngày. Hiện nay, cả hai ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Nói chung là cả hai đều đứng trước cơ hội vào Bộ Chính trị. Thực ra, khi ông Trần Quốc Tỏ nhận chức Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2020, ông ta chỉ có quân hàm Thiếu tướng. Trong khi đó, ông Lương Tam Quang đã mang quân hàm Trung tướng. Ngược lại, ông Trần Quốc Tỏ là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa, gồm khóa 12 và khóa 13. Trong khi đó, ông Lương Tam Quang mới chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng của khóa 13. Ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an Việt Nam hiện nay. Điều đáng nói là từ năm 2020 cho đến năm 2022, ông Trần Quốc Tỏ thăng hai cấp hàm tướng, trong khi đó để được thăng cấp hàm tướng không thể dưới 3 năm. Vậy là ông Trần Quốc Tỏ đã được thăng hàm vượt cấp, điều này cho thấy đang có bàn tay từ bên trong muốn cơ cấu ông Trần Quốc Tỏ kế nhiệm ông Tô Lâm ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Còn nhớ vào tháng 8 năm 2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11, ông Lê Hồng Anh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khi đó, ông này không hề là người trưởng thành từ ngành công an. Ông cũng không hề mang bất kỳ cấp bậc quân hàm nào trước đó cho tới khi được bổ nhiệm. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 1 năm 2005, ông Lê Hồng Anh được phong cấp hàm Đại tướng Công an Nhân dân một cách hết sức khó hiểu, như là cách để giúp ông này chiếm giữ vị trí đứng đầu của Bộ Công an. Đây rõ ràng là sự tranh giành lộ liễu giữa các phe cánh trong đảng để chiếm giữ Bộ Công an mang tính quyết định sức mạnh chính trị cho nhóm của mình. Trường hợp với ông Trần Quốc Tỏ tuy không lộ liễu như trường hợp ông Lê Hồng Anh, nhưng rõ ràng là trường hợp cơ cấu đang lên. Hiện nay ông Trần Quốc Tỏ đang là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, trong khi đó ông Lương Tam Quang chỉ là Thứ trưởng bình thường. Vị trí Thường trực là vị trí chuẩn bị thay thế cho vị trí của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Về phần ông Tô Lâm thì ông Trần Quốc Tỏ không phải là người chung xuồng với ông. Trước đây khi còn là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Tô Lâm đã không cùng xuồng với cấp trưởng của ông là ông Trần Đại Quang khi đó. Ông Quang không ưa ông Trọng, tuy nhiên Tô Lâm vẫn bắt tay với ông Trọng để sau khi ông Quang rút khỏi vị trí bộ trưởng thì Tô Lâm lập tức chám vào. Theo đánh giá của giới thạo tin, dù ông Lương Tam Quang được ông Bộ trưởng Tô Lâm hậu thuẫn nhưng khó lật được ông Trần Quốc Tỏ. Bởi xét về quá trình công tác, ông Tỏ từng được thuyên truyền về địa phương làm bí thư tỉnh. Đây là bước chuẩn bị để ông Tỏ sẽ lên vị trí cao hơn. Ông Lương Tam Quang hiện nay là 58 tuổi, Trần Quốc Tỏ thì 61. Có lẽ ông Tỏ sẽ là người nắm chiếc ghế bộ trưởng sau khi ông Tô Lâm về hưu nếu không có gì thay đổi. Trong Bộ Công an cũng lắm phe lắm phái, các phe này cứ đan xen lẫn nhau, lúc này thì phe này thịnh, lúc khác thì phe khác lại nổi lên. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam. Có ý kiến cho rằng trong việc bầu Chủ tịch nước vừa qua, không ai mong ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước bằng ông Trần Quốc Tỏ. Bởi chỉ cần ông Tô Lâm rời khỏi chức ghế Bộ trưởng, thế lực Trần Đại Quang sẽ trở lại ngoạn mục và rất có thể lúc đó Bộ Công an không được dễ bảo như hiện nay đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Thời Trần Đại Quang cánh Ninh Bình làm chủ Bộ Công an, thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng thì cánh Hưng Yên làm chủ Bộ Công an. Trong thời gian làm Bộ trưởng, ông Tô Lâm đã nâng đỡ đồng hương của ông rất nhiều, trong đó có Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Xem ra, ông Tô Lâm đã nâng đỡ thế hệ sau của Hưng Yên, nhưng không kịp để tiếp quản, bởi cả Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc còn thiếu lực khá nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin so găng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn chăn gà, dù trong túi có tiền như núi. Ở Việt Nam có một truyền thống rất đáng xấu hổ là văn hóa nói thách. Thực ra đây là một cách người bán gài người mua sập bẫy. Đây là biểu hiện của một xã hội lừa lọc lẫn nhau, gian dối nhau mà sống. Nó thể hiện đến mức người ta xem nó là văn hóa thì đủ biết xã hội Việt Nam thối nát như thế nào. Lẽ ra nếu mức sống người dân được nâng cao thì thứ văn hóa lừa nhau như thế sẽ bị tiêu tán. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Bên cạnh văn hóa nói thách thì ngày nay những gian thương chế tác dược liệu rậm, những thực phẩm chức năng được thổi phồng, chỉ muốn bán cho dân thu tiền và bỏ phế tính hiệu quả. Và một khi lối kinh doanh gian lận này xuất hiện thì ngành công nghiệp lùa gà cũng xuất hiện theo. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà quảng cáo cho thuốc thần kỳ DAD của Trip. Mỗi nghệ sĩ có hàng triệu khán giả vì yêu mến thần tượng nên không ít trong số đó nghe theo thần tượng. Nếu thần tượng làm gương cho người hâm mộ những lối sống có trách nhiệm, lối sống lành mạnh, không tham lam và biết trắc ẩn trước những thiếu thốn và thiếu may mắn thì đấy là người có ích, bởi sức ảnh hưởng của ngôi sao là rất lớn. Người vô danh không thể làm nổi. Tuy nhiên thực tế hiện nay không kiếm đâu ra những nghệ sĩ như thế, mà ngược lại xã hội Việt Nam nổi lên với giới showbiz đen chuyên làm gương xấu cho giới trẻ. Lối sống đầy thị phi, tôn thờ vật chất, thậm chí tiếp tay cho những cơ sở dược liệu quảng cáo thuốc rậm. Quảng cáo sai sự thật, dẫn dụ người dân sập bẫy các tụ điểm chấn lột bệnh nhân, trá hình dưới dạng phòng khám vân vân. Có thể nói chưa bao giờ giới showbiz nổi lên màu hoen ố nghiêm trọng đến như bây giờ. Mới đây trên trang Facebook Phương Ngô có một sát xuất vạch trần ca sĩ Hồ Ngọc Hà quảng cáo truyền năng lượng NDA giúp trẻ hóa tới 10 tuổi sinh học, lại còn tăng cường chức năng chuyển hóa như tuổi 20. Điều đang nói là cô ca sĩ này quảng cáo rằng đang cà phê cùng bạn của mình vẫn có thể gọi các y tá đến phục vụ truyền NAD Plus cho mình, gọi là một công đôi bà chuyện, làm tốt được những việc có ý nghĩa. Theo quy định của Bộ Y tế thì cơ sở phòng khám có chức năng tiêm chích và tĩnh mạch phải đủ điều kiện, có bác sĩ chuyên môn chống sốc cũng như xử lý cấp cứu được cấp phép hợp pháp. Status của blogger Phương Ngô. Quảng cáo của Hồ Ngọc Hà là lối quảng cáo vô cùng nguy hiểm. Cô ca sĩ này đã dụ người hâm mộ tham gia chích một loại thuốc trôi nổi không được kiểm chứng. Điều đáng nói, cô này còn khuyến khích người dùng chấp nhận việc chích thuốc sơ sài, thiếu chuẩn bị, phòng khi có sốc phản vệ. Ai sập bẫy quảng cáo này tất nhiên là tiền mất, thậm chí mất mạng luôn. Nhưng có tác dụng như quảng cáo hay không thì chưa biết. Nguy hiểm hơn nữa là có thể gặp phải trường hợp tật mang thì ai bồi thường cho nạn nhân đây. Việc chích thuốc không chỉ là cho thuốc vào ống tiêm rồi đâm vào mạch máu như dân xỉ ke ma túy vẫn hay làm, mà cần phải chuẩn bị kỹ phòng khi sự cố sốc thuốc phản vệ chẳng hạn. Cho nên, cuối dòng trạng thái, chị Phương Ngô yêu cầu rằng Bộ Y tế kiểm tra đoạn quảng cáo của ca sĩ có được cấp phép và chất truyền có được kiểm duyệt hay không. Bộ Thông tin Truyền thông cũng cần có ý kiến về việc các đoạn clip quảng cáo bất hợp pháp không đăng ký của các nghệ sĩ. Rồi cơ quan thuế sẽ thu tiền cho ngân sách từ thu nhập của các đoạn quảng cáo ấy như thế nào? Bởi tiền trợ cấp thất nghiệp của công nhân còn bị truy thu tới 10%, nhưng thu nhập bạc tỷ từ đại diện hình ảnh của các ngôi sao lại đang thả nổi. Các nghệ sĩ đóng quảng cáo không sai, cái sai là lùa gà cho những bọn gian thương. Thiết nghĩ Bộ Y tế cũng nên vào cuộc chấn chỉnh những quảng cáo kiểu lùa gà như thế. Người dân Việt Nam vốn đã khốn khổ, hãy đợi họ yên thân mà làm ăn, đừng để bọn lùa gà bất nhân lợi dụng sự ái mộ thần tượng khiến người dân phải bất cẩn, phải mất tiền và thậm chí ôm bệnh, mất mạng. Rất cần các cuộc đại phẫu dọn rác showbiz đen cho xã hội
được nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn chăn gà dù trong túi có nhiều tiền như núi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.